Mình chào quý vị và các bạn nha. Hôm nay mình review bán cho bà chị hai cái cây mai này nha. Giờ 80 hả? Này là gốc mai nha các bạn. 85 thành 80 thôi. Này hoành 80 nha. Gốc cực kỳ khủng luôn. Thân lên nó không cao không nha, mà lên đây nó bung quá trời tàn. Để ra ngoài quay vô bạn nha. Dạ. Quá trời luôn, cái tàn cao nữa. Đây mình quay không á, hết mình để ra ngoài mình quay mới càng cảnh hết luôn. Này một cặp luôn nghe các bạn. Đây, một cây đây là hoành 80. Còn bên đây hoành nãy nhiêu à? 90 hả? Cây số 1 80, cây số 2 này. Này cây số 2 nghe các bạn. Cây số 2 93 còn 90. 93, 93 như còn 90. Cây này thì nó lên 2 cốt luôn. Bên đây 50 chặn. Không biết gốc nó nằm sâu không á. Này thấy sâu đó. Dưới một tí. Giấy này nó bung bung dữ lắm các bạn. Đi ra ngoài quay vô. Đi ra ngoài vô cảnh cảnh nha các bạn. Hai cây nó nằm cặp luôn. Cào tớ bọc hoa chứ. Hết sức nâu rồi. Ngày Tết mình chỗ bông quay cái tới tay luôn. Còn cái tàn bên cái cây xưa thứ nhất này nữa. Luôn cái tàn cực kỳ luôn. Quá trời rộng luôn. Nó nằm trong bịch quá, mình lấy cặn cảnh hết không có được nữa. Này cây số 2 nằm sát chết nhà. Nó cao khỏi trên cái mái nhà luôn các bạn. Nếu ai có nhà ý thì mình có để số điện thoại, các bạn cứ liên hệ nha. Cái này cây số 2, cây thứ nhất nè. Vô khảo gốc ra cho anh em coi cái nhất, cái gốc nó chia lên quá trình nhiều cành nữa. Chứ nó không có đi một cốt lên nha. Nó dạng nó bung tàn không à. Nên vô mình quay cận cảnh cây thứ nhất, cái gốc lại cho bạn xem nha. Mình xây dòng luôn nha. Nó lên quá trời, nó chia ra nhiều nhánh các bạn. Quá trời nó lùm. Nghe mà, nó bung cái tàn nó gì. Quá trời cái tàn luôn. Đây mình quay qua là hai góc này các bạn. Đây góc bên đó, góc đó. Góc bên này như 80, bên kia 90 nha các bạn. Wow.
này nằm trong bịch quá. Khó quay. Mình lấy hết cảnh nguyên cây luôn khó không lấy được. Còn đây là cây thứ hai nha mọi. Anh quay bọc cái bộ gốc đó luôn. Đầu ra ngoài mình đi xa xa mình lấy cái toàn cảnh luôn đó mà. Đây nghe mà. Đây là mình quay cái toàn cảnh cái cây này. Cái vùng cái tàn rất là khủng luôn. Này mình hơi được mặt trời nó hơi trái. Cái thứ nhất nó nằm bên đó nha mọi người. Còn cây này của bà chị mới lên cho nấy rồi nha mọi người. Mình quay đây cho nó mới gõ nè. Rồi hai cây này các bạn có nhảy ý thì cứ liên hệ số điện thoại mình để phía dưới nha. Đây là toàn cảnh cái cây nha bạn. Còn bên này là cây số 1 luôn. Trong bịch của mình khó quay quá. Thôi mình xin kết thúc cái clip này đây nha bạn. Hẹn các bạn lại những cái mai tiếp theo của mình nha. Giờ Tết giờ mình review mình bán cây mai nha bạn. Bye bye các bạn nha.